người, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh channel của Minh nha. Ngày hôm nay Minh vào bếp nấu một ít đồ cho hai cha con nó ăn sáng, và sẵn tiện đây Minh làm video nói về một cái vấn đề mà có rất là nhiều người hỏi Minh, mà cũng như rất là nhiều người chửi mình là nói là tại sao Minh không đi làm đi mà cứ ở nhà nội trợ rồi giữ con như vậy, rồi làm gì có tiền, rồi làm sao mà có khả năng giống như lo được cho gia đình bên Việt Nam, cũng như là làm sao có cái tiền ra vô để có thể là bảo lãnh ba mẹ mình khi mà mình muốn bảo lãnh cha mẹ thì làm sao đó. Thì có nhiều người họ nói là tại sao em không đi kiếm thêm chút đỉnh tiền để có thể phụ giúp chồng con vậy, chứ em ở nhà hoài ăn bám chồng con vậy. Thì cũng rất là nhiều người nói, thì nôm na nó cũng xoay quanh về cái vấn đề là tại sao mình không đi làm và tại sao cứ ở nhà hoài. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một video cụ thể nói về cái vấn đề đó. Mình sẽ bắt đầu câu chuyện đó bằng một câu hỏi nha mọi người. Là có nhiều người họ nói là Minh ơi, tại sao em không đi làm đi, em đi làm nail đi. Tại vì chị thấy ở bên đây làm nail dễ, mình có thể lấy tiền mặt. Và ví dụ có nhiều người thì họ là trả check, rồi nói chung ra thì một tuần lễ em cũng kiếm được một ít tiền. Và cái nghề nail này thì nó cũng rất là dễ dàng cho cái người mới qua Mỹ như em và có con nhỏ. Ví dụ như bây giờ một tuần em không làm được hết 5 ngày hoặc 6 ngày đó, nhưng mà em có thể làm 2 ngày thứ Bảy Chủ Nhật để kiếm thêm chút đỉnh tiền. Và lúc đó là Minh cũng có ý định là đi làm đó các bạn, vẫn có ý định đi làm, vẫn rất là muốn đi làm. Nhưng mà hỏi ra thì một ngày á, thứ Bảy Chủ Nhật thì mình có thể kiếm được khoảng tầm từ 20 cho đến 70 đồng. Thì dao động khoảng từ đó như vậy đó. Thì có ngày các bạn biết không, có ngày mà theo kiểu mùa đông vắng á, đôi khi giỏi lắm là 10 mấy đồng, 20 đồng thôi chứ không có hơn nữa. Và các ông xã mình nói thì em nghĩ đi, một ngày em làm móng đi làm nail với cái tay nghề em chưa có, em không có bằng cấp, em không biết nói chuyện mà em đi làm cho người ta như vậy thì số lượng khách của em sẽ không có. Và nếu như em mà muốn vô mấy cái tiệm lớn á, thì em phải có tay nghề, những cái tiệm lớn họ mới nhận mình, với những cái tiệm nhỏ nhỏ thì họ sẽ không nhận mình đâu. Và những cái tiệm nhỏ thì nó sẽ đi đôi với cái việc là lượng khách khá là ít. Và em nghĩ đi, nếu như lượng khách ít như vậy thì em có tiền để chi trả cho cái tiền em gửi với visit hay không? Vì á, ông xã mình cũng đi làm, thời gian đó là ông xã mình cũng đi làm. Rồi ông nói là nếu như em đi làm nữa thì em gửi babysit là một ngày là 40 đồng cho một buổi giữ babysit từ sáng tới tối. Các bạn biết không, mình đi làm nail là phải đi làm rất là sớm và đi về rất là trễ. Rồi khi mà làm như vậy em nghĩ đi, em làm em có nhắm đủ tiền để em gửi con hay không? Con gửi là một ngày 40 đồng đó, là quân bình một ngày cứ 40 đồng. Có những ngày kia em làm đôi khi nó không đủ. Ví dụ như bây giờ em gửi con 40 đồng mà em làm một ngày 100 đồng thì mình còn có thể suy nghĩ lại. Còn cái này á, em nghĩ đi, quân bình đối với em, người ta là chủ ở đó mà người ta trả tiền thợ, những người thợ mà họ đã có rành nghề rồi đó, những cái người mà rủ em đi làm đó, là họ trả tiền thợ. Những cái người mà làm cho bà đó đó thì người ta nhận có những cái lúc vắng khách là từ 20 đến 30 đồng một ngày. Rồi những ngày đông khách thì có thể là một ngày nó kiếm 100 mấy. Đó là những cái dao động. Nhưng mà đối với em nghĩ là em không có tay nghề mà em chưa có biết làm gì hết, em ra ngoài đó em làm gì? Em chỉ làm tay chân nước, mà tay chân nước thì được bao nhiêu tiền đó. Và ông nói là khi mà em làm tay chân nước là em phải massage người ta rất là mạnh, và tay chân của mình phải nhồi bóp cơ bắp người ta cho nó thư giãn. Em nhắm em làm nổi không? Mà vấn đề ở chỗ là khi em làm như vậy, rồi em gửi con, rồi em nhắm là cái tiền mà mình gửi con nó đủ hay không? Thứ nhất. Thứ hai nữa là khi mà em gửi con như vậy, người ta có chăm sóc con mình đàng hoàng hay không? Đó, ổng nói như vậy thì mình mới bắt đầu mình mới đặt lên bàn cân và mình suy nghĩ. Mình nói là nếu như cái khả năng của mình mà mình bước ra ngoài đó mình làm, với cái kiểu mà làm tay chân nước mà cái thời gian nó không có được nhiều tiền như vậy thì thôi, thà mình ở nhà mình giữ con để cho mình có thể là mình ở gần con mình. Thứ hai nữa là mình có thể giống như là chăm sóc con mình chu đáo hơn. So với người dân thì họ chăm sóc con mình theo kiểu là bổn phận, là nó khác với cái sự yêu thương của người mẹ dành cho người con, nó sẽ khác đi. Và ông chồng mình nói thay vì em ở nhà em giữ con đi, mình chịu khó, nó kêu bằng tiền tặng một chút xíu, nhưng mà chính tay em chăm sóc con. Thì bây giờ con cũng đã 2 tuổi mấy rồi, lúc đó là con Minh được 2 tuổi mấy, thì em gán thêm 1 năm nữa là con nó đi học rồi, thì lúc đó em đi làm nó cũng đâu có muộn, đâu có gấp đâu, mới qua mà. Thôi bây giờ em cứ ở nhà đi. Rồi xong rồi cái hai vợ chồng mới bàn bạc với nhau và đưa ra quyết định cuối cùng là Minh ở nhà Minh giữ con. Rồi Minh mới tìm cái phương án khác, là có nhiều người họ nói là tại sao Minh không có đi chạy bàn những cái nhà hàng khách sạn, những cái nhà hàng quán ăn Việt Nam rồi đó. Thì nghe chứ mấy chỗ đó như vậy á, thì ta cũng mướn thứ Bảy Chủ Nhật, mình đi làm thứ Bảy Chủ Nhật cũng được. Nhưng mà đối với chồng Minh á, ổng nói là anh đi làm, anh nghỉ được ngày thứ Bảy Chủ Nhật là em cũng phải cho anh nghỉ ngơi, chứ không lẽ giờ anh đã làm nguyên 1 tuần anh mệt mỏi rồi, mà còn thứ Bảy Chủ Nhật em còn phải kêu anh giữ con nữa. Rồi thứ nhất là anh không biết giữ con, anh không biết cái cách chăm sóc con như thế nào, với cái vấn đề là anh chăm sóc con rất là vụng về. Anh chỉ có thể chơi với nó thôi, chứ anh không thể nào anh chăm sóc, anh không thể nào đút con này kia ăn. Chồng mình rất là vụng về về cái chuyện chăm sóc nít các bạn. Ảnh thà ảnh đi làm kiếm đồng tiền, cực thân, cực cái cơ bắp, cực cái suy nghĩ, hay là phải vận động nhiều, chứ ảnh không thể nào mà ảnh lo được cho cái đứa con nó. Ví dụ như tắm cho con, ảnh cũng không biết tắm, tại từ nhỏ tới giờ là hầu như là Minh chăm sóc từ A tới Z và ảnh không có đụng gì đến. Và thứ hai nữa là ảnh rất là vụng về về chuyện đó. Các bạn biết không, nhiều khi á, mình không có làm, không có rảnh tay á, cái mình mượn ổng là anh ơi anh đút con ăn giùm em đi, em tay em đang bận em không có đút ăn được. Các bạn biết không, ổng cầm cái chén cơm lên ổng đút con ăn, ổng đút không có được. Và con nít đó thì nó ăn thì nó hay ngoại như vậy nè. Rồi cái ổng thì ổng đút vô tới miệng cái nó ngoại qua vậy, cái gớt cái đầu ổng quạo, ổng nói thôi anh không có đút đâu, thôi em làm đi. Đó là theo kiểu cái chồng của mình là nó như vậy. Cho nên mình hiểu được là nếu như mình giao con cho ổng giữ thì cũng coi như là giao cho mấy con mẹ mà giữ babysit mà không có tâm vậy, nó cũng y hệt vậy thôi. Thì trước sau thì chắc con mình nó cũng tụt ký ầm thôi. Cho nên mình để thôi ở nhà giữ con đi cho nó chắc, chứ bây giờ giao cho ông nội này cũng không an tâm. Là chồng mình ổng chỉ giỏi đi kiếm tiền thôi, chứ ổng không có giỏi về cái chuyện chăm con. Và khi ông chơi với con thì chỉ là chơi với con vậy thôi, chứ không có biết chăm sóc cái con là thái tả rồi cho ăn hay gì đó. Cái chuyện đó ông không biết tắm rửa rồi. Rồi có nhiều người họ khuyên Minh đó là đi xin tiền chính phủ để có thêm cái thu nhập ra vô nếu như mình không đi làm. Thì lúc đó là Minh cũng có nói với chồng mình đó là có nhiều người họ nói với em vậy đó anh thấy làm sao. Thì chồng Minh mới la Minh, chồng Minh nó nói là không, em không được xin tiền chính phủ vì rất là nhiều cái bất cập trong cái vấn đề đó lắm. Đúng là em xin được tiền chính phủ là em nhẹ hơn, nhưng mà nó có cái nhiều khuyết điểm và nhiều cái vấn đề mà về sau sẽ làm khó cho em rất là nhiều. Cho nên anh không muốn cái điều đó. Anh muốn là em trong thời gian này anh đang là người lo cho em thì anh phải là người chăm sóc em chu đáo. Con thấy rất là có lý. Vậy thì ổng nói là khả năng hai vợ chồng mình sống vẫn ổn, cho nên em không cần phải lo những chuyện đó. Và khi mà nếu như em ở nhà em làm được gì thì làm. Mà các bạn biết không, ở bên Mỹ này á, các bạn không có thể nào mà làm công việc làm thêm ở nhà. Vì ở đây á, họ làm là họ bắt các bạn phải vô cái nơi đó làm, chứ không phải là cứ lãnh đồ về nhà làm hay là gia công ở nhà. Thì là mấy cái chuyện đó là bên đây không có. Tại vì họ phải trực chiến và họ phải quản lý mình, họ phải đảm bảo an toàn cho mình, chứ không phải là các bạn cứ mua một cái máy hay cái gì đó về nhà tự gia công, tự làm mà nhận về gia công. Thì ở bên Mỹ này nó không có cái chuyện đó, cho nên mình kiếm mấy cái việc mà làm tại nhà nó cũng khá là khó. Và được có cái là trời cũng không có phụ lòng người, là Minh có cái nghề may và Minh biết may đồ cũng như là sửa đồ, cho nên á, những người đó họ đi chơi với mình á, họ biết là mình mới thời gian qua còn khó khăn, và cái họ nghĩ là thay vì không giúp tiền giúp bạc được thì tạo cho mình có công ăn việc làm, là cái họ mới cần cắt like hay là chỉnh sửa một cái gì đó là họ liên lạc với Minh và họ đưa đồ cho Minh. Đôi khi hả không có cần những cái đồ đó, nhưng mà vẫn đi vô trong tủ lục ra những cái đồ nào đó mà cần lên like, cần cắt lên hay gì đó, bắt đầu họ đưa cho Minh để Minh có việc để làm và bắt đầu họ trả tiền công cho mình. Đó là thời gian đó thì mình cũng kiếm được cũng khá là rủng rỉnh tiền và cũng có tiền gửi về cho gia đình. Nhưng mà từ khi mà Minh về qua bên cái căn nhà này rồi á, cái mình ít đi chơi lại, mình lười đi á, tại vì mình thấy là đi thì trời đông nữa mà nó lạnh nữa, rồi mình mỗi lần đi cái mình lùm xùm lề xề quá, mình thấy hơi mệt quá, cái mình ở nhà. Cho nên cái thời gian gần đây thì mình không có nhận được sửa đồ thôi, chứ cái công việc của mình thì ở bên đây mà mình đi sửa đồ thì cũng có khá là bộn tiền các bạn, chứ không phải là ở không ở nhà như các bạn thấy đâu. Chắc có lẽ là do mình ở đời cũng khá là thân thiện và hiền lành, cho nên nó cũng rất là nhiều người họ giúp đỡ mình bằng cách là tìm những người nào đó quen á, cái họ chỉ cho Minh là con bé Minh nó sửa đồ như vậy đó, thì mày có sửa đồ gì không thì đưa cho nó, còn không mày đưa cho tao, tao đưa lại cho nó. Vậy đó mọi người, mình cũng có rất nhiều bà chị rất là thương mình, rất là yêu quý mình và họ giúp đỡ mình bằng cách như vậy. Và khi mà Minh đến những cái nhà mà Minh ở á, thì Minh được những người chủ nhà họ rất là thương và họ luôn tạo cho mình cái cơ hội để mình có được tiền. Nhiều khi cái Minh mới qua cái những người đó họ biết được là Minh đang cần, có thể là Minh cần một số tiền để mình gửi về cho gia đình hoặc là mình xài cho bản thân mình. Thì có bữa trước là Minh ở bên cái nhà bên kia, thì cái anh đó là ảnh là đàn ông, ảnh không có dọn dẹp nhà cửa và ảnh thường ảnh hay bê bối lắm, ăn nhậu xong rồi cứ bỏ vậy đó mọi người. Rồi cái Minh thấy á, thì Minh thấy dơ, Minh chịu không nổi và bắt đầu Minh dọn dẹp. Minh dọn dẹp thì Minh nghĩ là mình chỉ nghĩ là mình dọn dẹp để cho nó sạch sẽ, để cho cái nhà mình nó sạch, và mình cũng là người ở trong cái nhà đó thì mình sinh hoạt trong cái nhà đó, nếu như cái nhà nó sạch thì mình cũng có sức khỏe tốt đó, mình nghĩ đơn giản như vậy thôi. Và Minh dọn dẹp, hễ mình thấy nó dơ là mình dẹp thôi. Cái xong cái ổng mới thấy ngại, ổng thấy kỳ quá thì ổng mới thấy là ổng bài mà mình dẹp, hoặc là cái nhà của ổng nó dơ mà mình dẹp như vậy, ổng thấy mình làm cực. Cái ông mới nói là thôi bây giờ hàng tháng anh sẽ gửi tặng cho em 50 đô, giống như là không phải này là anh trả tiền công cho em, nhưng mà cái vấn đề ở chỗ này 50 đô này coi như anh gửi cho em mua sữa cho con em uống đó, giống như là anh gửi lời cảm ơn đến em bằng một đồng tiền nó thiết thực một chút xíu, là thay vì á, em dọn dẹp dùm anh thì anh không có gì cho em thì anh gửi cho em 50 đô để có em có tiền em chi tiêu hoặc em gửi gì cho gia đình. Tuy là 50 đô này nó không có lớn, nhưng mà nếu như gửi gì cho ba mẹ em thì mẹ em cũng có được một số tiền đó, ông nói như vậy. Và mình lúc đó là mình nhận đồ về mình sửa nữa các bạn. Ổng cũng cho mình sửa đồ luôn, ổng nói là thì em cứ sửa đồ đi, anh không có tính, giống như là có nhiều người họ bên đây họ không có cho mình làm quá nhiều đồ để có thể mà hao điện họ, cho nên ổng nói là em cứ xài thoải mái, em cứ nhận đồ về sửa đi, có thêm tiền thì càng tốt. Anh đó thì anh cũng, cái tánh của anh cũng rất là tốt các bạn, và cái anh giúp đỡ mình bằng cách như vậy. Và lúc đó mình cũng có được một cái khoản tiền ra vô để và chi tiêu cho bản thân cũng như là cho gia đình. Thì các bạn biết không, Minh không phải là mình không đi làm mà vì mình không đi làm được, và những cái việc mà Minh làm á, nó rất nó rất là nhỏ, nhưng mà nó đủ cho những cái khoản mà mình cần chi tiêu. Và cái mình nghĩ là bao nhiêu đó đối với Minh là đã đủ rồi, và mình đang chờ đợi khi mà con của mình đã lớn lên và đi học được rồi, mình có thời gian nhiều hơn thì lúc đó mình bắt đầu mình biết chạy xe nữa, mình phải đi học lái xe nữa các bạn. Hiện tại giờ mình vẫn chưa biết lái xe, và cái điều khó khăn nhất định của mình là mình không biết chạy xe, và mình không có thể mà đi mua cái này mua cái kia một mình được, mình phải nhờ một người khác chở mình đi mua. Cho nên mình đang gặp cái khó khăn đó, cũng như là nếu như mà mình muốn đi làm mình cũng phải biết chạy xe mình mới đi làm được. Cho nên bây giờ Minh phải chờ con Minh nó đi học xong rồi Minh bắt đầu Minh đi học, rồi lúc đó là mình mới tính đến những cái việc khác. Chứ không có nghĩa là hiện tại Minh ở không là tương lai Minh sẽ ở không, hoặc là mình không có những cái công việc khác xen kẽ với những cái chuyện đó. Thì Minh cũng có những cái thu nhập riêng của mình, và tuy là nó không lớn nhưng mà nó đủ cho cái nhu cầu của bản thân. Và các bạn biết, người xưa người ta có câu người ta nói rất là chính xác, đó là khéo ăn thì no mà khéo co thì ấm. Thì người ta gọi là thuyền to thì sóng lớn. Nếu như mà mình có được cái đồng tiền đó mà mình biết chi tiêu hợp lý và mình biết tiết kiệm thì nó cũng sẽ đủ đối với mình. Bởi vì quan trọng là do mình thôi, mình hiểu là liệu cơm và gắp mắm thôi, chứ không phải là các bạn cứ thấy Minh như vậy và các bạn nghĩ là tại vì có thể là Minh làm biếng, Minh không đi làm, hoặc là đôi khi là Minh qua đây Minh sống bám nhà chồng. Thật sự là không ai muốn mà mình có một cái tuổi trẻ thanh xuân như vậy và có một cái sức khỏe như vậy mà lại không làm. Tại vì tiền làm càng nhiều thì càng tốt, chứ không ai mà chê tiền cả mọi người. Cho nên cái đây là một cái khởi đầu của Minh, cho nên nó đang còn rất là nhiều khó khăn, cũng như là nó đang còn rất là nhiều cái mà mình cần phải chờ đợi và điều chỉnh nó. Cho nên ngày hôm nay Minh muốn làm video chia sẻ cho tất cả mọi người biết là tại sao Minh qua Mỹ mà Minh lại không chịu đi làm, như là những mọi người nói, đó là không chịu đi làm. Và mong là nếu như ai yêu thương Minh thì cũng sẽ hiểu hơn về Minh, cũng như là hiểu hơn về cái nỗi lòng của những cô gái lấy chồng xa xứ và có con nhỏ qua đây nó sẽ gặp những bất cập như thế nào, và cái cách xử lý cái chuyện đó nó ra sao, cũng như là mình sẽ tìm việc hoặc là kiếm đồng tiền nó như thế nào để có thể đôi khi là chỉ cho ba mẹ mình chút đỉnh để chi tiêu hàng ngày. Đó là cái cách kiếm tiền của mình ở bên Mỹ mà mới đặt chân qua Mỹ đó các bạn. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình nha. Mong là mọi người sẽ luôn ủng hộ kênh của mình, và đừng quên subscribe, like, cũng như là share cái video này nếu các bạn cảm thấy yêu quý Minh. Và hãy nhớ những khung giờ mà Minh đăng video cũng như là livestream nha mọi người. Bye bye, hẹn gặp lại vào những video sau. Chúc mọi người một ngày vui vẻ.